Cô tên là Tống Thị Phương Thúy, là giáo viên trường trung học cơ sở Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một bài học trong chương 4 đại số 9. Trước khi vào nội dung bài học ngày hôm nay, cô sẽ nhắc lại kiến thức. Cho phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0, ta có biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC. Nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Và nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm.